kinh điển luôn. Anh em xem con chim hết nói, con chim mô cồm dần, còn con chim nó gù một cái kinh điển luôn, nó gù trên cây dừa nãy giờ đó là còn mười mấy hai chục sấp, nó gù ầm 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 nó đổ cho nó. Quá tuyệt vời. Trời sáng sớm thu phục được một khẩu siêu phẩm nha anh em. Rồi mời anh em đón xem clip em nói nha anh em ơi.
thổ âm khủng nha anh em ơi. Hết biết con thổ. Âm tuyệt vời luôn. Chim tơ luôn nha. Chim tơ âm khủng tuyệt vời luôn anh em ơi. Nè. Hết biết con thổ. Thổ DK đập lập công nha anh em. Thổ quy hổ. Quá tuyệt vời. Chim tuyệt vời quá anh em ơi. Về trên đây nè. Về nó đậu trên cái tàu dừa nè. Con KT của mình á, treo bẹo đó. Rút về. Rút nó bắn về nó rớt trên cái tàu dừa nè anh em. Gót trên tàu dừa nè, mà nó kèm nó đổ, mà nó kèm nó đổ, nó kèm nó đổ, nó đeo theo con KT á, chảnh nó đẹp, nó kèm nó đổ gù một cái kinh điển luôn anh em. Xem con chim hết nói, con chim mô cồm nhân còn con chim nó gù một cái kinh điển luôn, nó gù trên cây dừa nãy giờ đó là còn mười mấy 20 sấp, nó gù âm mầm 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 nó đổ cho nó.